phụ kiện điện thoại. Ngôn vừa rồi xin chào tất cả các bạn. Và vừa rồi thì là có một bạn là nhắn tin và đánh giá fanpage mình là 1 sao. Bởi vì lý do là bạn bảo là bạn dán cái kính 180.000, bạn dùng được 3 ngày học. Và bạn bảo là cửa hàng làm ăn lừa đảo. Và thực tế rằng mình nói thật với bạn là khi một cái kính cường lực bạn dán vào cửa hàng mình đọc luôn tên kính là chính hãng của Baseus hoặc là kính Sapphire. Hai kính này nếu mà ở thị trường các nơi người ta dán, nếu người ta có dán rẻ nhất cũng đã là 200-250 một cái, cùng là một sản phẩm tương đương. Mình cam kết về danh dự của cửa hàng là mình bán hàng chính hãng của Baseus. Có thể trong quá trình bạn sử dụng, bạn đút hai cái điện thoại vào cùng nhau hoặc là chìa khóa hoặc là bạn va quyệt gì vào thì nó bị sứt mẻ. Còn như mình đã nói rồi, kính cường lực chứ không phải làm bằng kim cương, nên chuyện sứt mẻ rất là bình thường. Nếu mà có những người, ví dụ như mình dùng máy, dùng mãi nó cũng không sứt mẻ, là do là mình có thể là cái sự may mắn, mình may mắn là mình không bị rơi, mình không bị va quệt, nó không sứt mẻ. Có thể bạn dùng mà có thể bạn va chạm nhẹ, ví dụ như cái kính này, nhớ thật này, bây giờ bạn gõ vào cạnh bàn này, ví dụ như mình gõ này vào, nó vẫn sứt mẻ là bình thường. Kể tác động của bạn, ví dụ như thể bạn đút hai cái điện thoại vào cùng nhau, bạn ấn vào như này cả thôi, nó cũng vẫn là sứt mẻ. Nhiều khi là hoặc là các bạn có lực ý, bạn đi đường mà nó bị sóc ấy, nó cứ nhảy tưng tưng, nó nảy lên, hai cái nó chạm vào nhau lẫn chìa khóa như này, nó bị sứt mẻ ngay là chuyện bình thường. Thế thế nên mình bảo là mình rất xin lỗi bạn, là cửa hàng mình thì là kinh doanh rất là lấy cái uy tín để làm tiền đề của cửa hàng mình, cửa hàng mình không lừa đảo. Và mình nói luôn là mình là cây xăng cây ngay, mình không sợ chết đứng. Đấy là mình nghiêm túc. Tất cả khi bạn còn nói là đi chợ trong nước thì là khi cái xã hội thực tế là người ta đều dùng cái kính đó mà người ta bán bằng mình, giỏi là bằng mình, không người ta sẽ bán đắt hơn. Còn bạn nếu mà cảm thấy không hài lòng thì bạn có thể là mua tỏi treo ở cửa hàng mình. Nghe cái này người ta gọi là ngỏm củ tỏi ấy. Các cụ ngày xưa bảo là ngỏm củ tỏi như là như nào thì mình không biết. Thì giờ mình biết nghĩa là ngậm tỏi này, gọi là ngỏm củ tỏi bạn nhé.